Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến quyết định của Washington về việc cho phép Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 13 tháng 9. Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer sau khi Ngoại trưởng hai nước cùng đến thăm Ukraine trong tuần này. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Mỹ không có thay đổi nào trong chính sách về tên lửa tầm xa đối với Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng nhắc lại cam kết hỗ trợ Israel và nhu cầu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza càng sớm càng tốt hai nhà lãnh đạo cũng lên án những vụ tấn công của houthi vào tàu thương mại trên biển đỏ và thảo luận về chủ đề hợp tác giữa mỹ và anh trong khuôn khổ quan hệ đối tác quân sự aukus với australia cũng như hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến